Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con phát trên vụ Phật tự giác lợi, nguyện xin đàn trời soi xét, nguyện xin chư thần chư thánh chư vị thần linh, ông bà huynh gia huynh tướng của bà, ông bà sơn thần thổ địa, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài thần hoàng hữu cảnh cùng các vị tôn thần, các vị thụ thần, miếu bà giữa đồng, xin đàn trời soi xét, xin ban cái phước cái lộc này rực rỡ đến cho bà con gia lô của con được hưởng cái lộc may mắn ngày hôm nay. Cuối sinh ông bà đàn trời soi xét, xin ban cái phước cái lộc lớn. Hôm nay con thành tâm về kính lễ dân lễ lên trước án. Con cũng nguyện xin ông bà đất đai nhân trạch, ông bà huynh gia huynh tướng của bà, ông bà sơn thần cổ địa, chư thần chư thánh chư vị thần linh, đàn trời soi xét, xin chúc quỳ lễ bạc, xin ban cái phước cái lộc may mắn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng xin đón nhận số thể sâm. Con cũng nguyện xin ông bà đàn trời soi xét, xin độ cho số thể sâm này có cái lộc lớn, vừa trùng khớp trúng ngày trúng giờ. Nam Mô A Di Đà Phật, để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện xin ông bà đàn trời soi xét, xin ông bà ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc may mắn ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cúi xin ông bà huynh gia huynh tướng của bà, chư thần chư thánh chư vị thần linh, ông bà sơn thần thổ địa, xin ông bà ban cái phước cái lộc lớn rực rỡ cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Con phát trên nguyên vũ pháp tự giác lợi, đàn trà mong chư thần chư thánh chư vị thần linh, đàn trà soi xét, xin nâng điện độ ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Con xin hồi số thể sâm xuống. Số thể sâm là số 80 sâm úp 8008. Nam Mô A Di Đà Phật. 8008. Con cũng nguyện xin ban cái phước cái lộc lớn rực rỡ đến cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện xin ông bà bên gia bên tướng của bà, ông bà sơn thần thổ địa, xin đàn trời soi xét. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhắc lại hôm nay thành tâm về trả lễ bà con cô bác anh chị em, xin được số thể sâm 2882 về rực rỡ, rất rực rỡ cho bà con cô bác anh chị em. Hôm nay nhắc lại thành tâm về, nhắc lại dân lễ kính lễ, lễ bạc tâm thành. Nhắc lại cũng mong nguyện cầu chư thần chư thánh độ cho bà con cô bác trên kênh ai cũng được hưởng cái lộc may mắn hàng ngày, và trên Zalo cũng đều được cái lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Trên Zalo nhắc lại thì nhắc lại nhắn tin số 8228 hai ngày liên tiếp rất là rực rỡ cho bà con ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay ngày thứ hai đầu tuần cũng rực rỡ cho bà con, về cái đầu gì đặc biệt thì trong lô cho bà con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhắc lại nguyện cầu chúc cho tất cả bà con cô bác anh chị em trên kênh thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện xin ông bà bên gia bên tướng của bà, ông bà sơn thần thổ địa, chư thần chư thánh chư vị thần linh, xin đàn trời soi xét, xin ban cái phước cái lộc lớn rực rỡ cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc may mắn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện xin ban cái phước cái lộc lớn đến cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời tất cả bà con cô bác vào trong đảnh lễ bà, xong rồi xin cái lộc xong bà ha. Dắt lại cũng đảnh lễ bà rồi, xong rồi dắt lại có nguyện bà độ cho, rồi dắt lại mới ra đây dắt lại xin. Dắt lại mong rằng bà con cô bác trên kênh xem kênh luôn được niềm vui an lạc ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
vụ Pháp Từ Giác Lợi hôm nay Giới Lâm thành kính về miếu dâng lễ lên trước án lễ bạc tâm thành của sinh Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đàn trời soi xét, xin ân điển độ ban cho bà con cô bác trên kênh của con được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch, ngày lễ quốc tế 1 tháng 5, xin ban cho con một thể xăm may mắn, một thể xăm cầu được cái tài cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Thiếu thể xăm có cái lộc ngày thứ tư trùng khớp với Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Bắc, miền Trung. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét, xin từ bi gia hộ ban cái phước cái lộc cho bà con cô bác trên kênh của con một thể xăm may mắn, một thể xăm được hưởng cái lộc. Số trong cái thể xăm có cái lộc trùng khớp với các công ty sổ số kiến thiết, miền Nam có, miền Trung có, miền Bắc có. Con quỳ xuống cúi xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét, xin Đức Thánh Mẫu độ ban cho bà con, Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu độ ban cho bà con cô bác trên kênh của con một thể xăm, một cái sông cầu cái tài cái lộc, Đài Đồng Nai, Cần Thơ, miền Nam là chính, sau nữa là miền Trung, miền Bắc, để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc lớn. Ngày thứ tư, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con về kính lễ lên trước án lễ bạc tâm thành, nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, các vị long thần, long thiên hộ miếu, xin đèn trời soi xét, xin ban cho một thể sông tốt. Số thể xăm là con quay vào trong con trình lễ, con xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà số thể xăm, xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà điểm chỉ hộ ban cho số thể xăm này có cái lộc lớn ngày thứ tư, trùng khớp với Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Bắc, miền Trung. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà ban cái phước cái lộc lớn. Số thể xăm này Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Số thể xăm là số 34, số thể xăm là số 34. Số thể xăm là số 34. Và con nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét, xin độ cho số thể xăm 34 434, ngày thứ tư có cái lộc lớn, Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin Đức Thánh Mẫu độ ban cho số thể xăm này có cái lộc lớn về đầu, về đặc biệt, về trong lô, để cho bà con cô bác trên kênh của con được cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Con vừa xin được số thể xăm là số 34, con cũng quỳ xuống xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ cho số thể xăm 34 có cái lộc về trùng khớp, trúng ngày, trúng giờ, để cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc ngày 1 tháng 5 dương lịch năm 2024. Miền Nam có, Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin Đức Thánh Mẫu độ cho có cái lộc, xin cho con xin được thánh keo số thể xăm 34. Một lần được thánh keo bà con ha, nhắc lại xin được một lần được thánh keo ha, nhắc lại xin được một lần được thánh keo nha. Nam mô A Di Đà Phật. Con pháp danh nguyên vũ pháp tự nhắc lại cúi đầu lãnh lễ xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét, xin ban cái phước cái lộc lớn cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc. Số thể xăm 34 ngày thứ tư, miền Nam có, Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đưa có miền Bắc, miền Trung. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, các vị long thần, long thiên hộ miếu đèn trời soi xét, xin từ bi gia hộ ban cái phước cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật cho tất cả bà con cô bác trên kênh ai cũng được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn qua vô ngài Đại Bi Tâm Đại Lợi Ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia. Nam mô A Di Đà Bà Lô Kết Đế Thức Bát Ca Gia Bồ Đề Tất Đỏ Bài Giả Ma Ha Tất Đỏ Bài Giả Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia. Ăn tất bạn đạo Phật về sôi đất na đất đỏ. Nam mô tất thiết Phật đó mong ma thì do bà đủ kiết đấy thất Phật ra lăng đạo bà. Nam mô đa ra cần trị hay trị ma ha bà đại sao mấy tất bà tha đầu du bằng ai dân tất bà tất nam ma bà dạ ma bà đạo đấy điện thang ha bà đủ hiểu ra đấy cả ra đấy gì hay trị ma ha bà đây tất đó tất bà ma ra ma hề ma hay trị đại diện công lô kiết mong đồ lô còn xài ra đấy ma ha còn xài ra đấy là ra đi lên đi thất Phật ra 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 mà Phật ma ra một cái lại thì hay hay thắng thắng ná ra xong hoặc ra sao lại hoặc ra mà xong hoặc ra sao giờ hồ lô mà ra hồ lô thì ta ra tắt lệ tắt lỗ lô tô lô hồ lệ giao hồ lệ giá hồ lệ giao hồ lệ giá dưới đây thì giá nó ra cần thì để xuất hiện ra mà giá mà na ta bà ha tắt lại giá ta bà ha tắt lại vô ngay tắt bà ra giá ta bà ha mà ra ta bà ha tắt lại tăng ngang một cái ta bà ha tắt lại giá ta bà ha giá kia ra tắt lại giá ta bà ha ba đà mấy tắt lại giá ta bà ha nam mô hắc ra đắc na ra giá giá nam mô ba thì giao bà lô cái thứ mình ra giá ta bà ha
an tất định đô mạn đa ra và đại dạ tha và ha tất định đô mạn đa ra và đại dạ tha và ha tất định đô mạn đa ra và đại dạ tha và ha an tất định đô mạn đa ra và đại dạ tha và ha nam mô a di đà phật. Con nguyện xin đức thánh mẫu đức phật bà năm các chị long thành long thiên hộ miếu đèn trời soi xét xin ban các phước cái lộc đến cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con xem kênh thân tâm thường an lạc gia đạo được bình an làm ăn lúc nào cũng gặp nhiều điều may mắn thuận lợi ai bị tham tai phạm thái tế xem được video này thấy kim thân đức thánh mẫu đức phật bà với lòng thành kính nguyện xin đức thánh mẫu đức phật bà đèn trời soi xét xin ân điển độ ban cho chuyện lớn quá nhỏ chuyện nhỏ quá không tai qua nạn khỏi làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi may mắn hơn trong công việc. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện xin đức thánh mẫu đức phật bà đèn trời soi xét xin ban các phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay với lòng thành kính con phát danh nguyên dụ phật tử giác lại về miếu thành tâm dân lễ thắp hương lễ bạc tâm thành nguyện xin đức thánh mẫu ban các phước cái lộc lớn. Nam mô A Di Đà Phật cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con ngày 1 tháng 5 ngày nghỉ lễ cặp số là 434 có được cái lộc lớn. Ngày thứ năm trùng khớp với đài Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng. Nam mô A Di Đà Phật, con cũng xin đức thánh mẫu đức phật bà đèn trời soi xét xin đức thánh mẫu độ ban cho bà con ai cũng được hưởng cái lộc lớn. Nam mô A Di Đà Phật về cái hưởng cái lộc ngày thứ năm thứ thứ tư để đúng ngày đúng giờ để cho bà con được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mến chào tất cả bà con cô bác ha. Hôm nay giác lại cũng thành tâm kính lễ dân lễ nguyện cầu xin cái phước cái lộc cho bà con cô bác anh chị em ngày lễ ngày 1 tháng 5 30 tháng 4 xong rồi 1 tháng 5 kính lễ thành tâm dân lễ bạc tâm thành nguyện đức thánh mẫu độ cho bà con có cái lộc. Giác lại cũng nguyện cầu chúc cho tất cả bà con cô bác anh chị em trên kênh được nhiều niềm vui an lạc. Nam mô A Di Đà Phật, may mắn hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay ngày 1 tháng 5 xong rồi bắt đầu hết lễ chúng ta lại tiếp tục đi làm thì chúc tất cả bà con đi làm ngày mới được nhiều niềm vui an lạc gia đạo bình an hơn ha. Nam mô A Di Đà Phật, may mắn hơn. Nam mô A Di Đà Phật.